Chợ Tân Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai nhân vật quen thuộc, đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối, diễn viên Lan Phương và diễn viên Hoàng Phi. Xin mời. Ba anh em mình debut thành nhóm nhạc mới nổi luôn nè. Đẹp quá à. Lúc nào sao chị cũng là hạt nhân vậy. Ủa đẹp là có quyền như vậy sao ta? Thì thường thì người ta nói là phụ nữ là một bông hoa đẹp. Dạ. Dạ đúng rồi, mình mặc đồ nền quá nè. Tôn vinh chị quá trời luôn đúng không Phát? Chị cảm ơn. Cảm ơn. Thì thường là công việc là thì thường hay di chuyển lui tới giữa ở ngoài Bắc và vào trong thành phố Hồ Chí Minh, thì nó có khó khăn gì với chị không? Không, thật ra là cũng thích em ạ. Lâu lâu tại mình ở một nơi lâu xong cái cảm giác bằng ngày hôm mai mình lên máy bay. Yeah. Xong rồi bay đến và mình sẽ kiểu không khí mới, con người mới, giọng nói mới thì cảm thấy rất là vui. Chị giọng nói mới hả? Ừ, giọng nói khác. Không, mà mỗi lần chị đọc ca dao tục ngữ em ngồi kế bên em chỉ có nhìn mãi thôi, cái giọng chị vô ca dao tục ngữ nó mướt mà không cãi được luôn á. Ừ, không cãi được. Mặc dù là chị đang nói dối, đang là kẻ gây rối đó. Và hy vọng là ngày hôm nay người dẫn đường và kẻ gây rối sẽ giúp cho hai đội chơi của chúng tôi mang thật nhiều tiền thưởng về. Và bây giờ xin mời anh chị về vị trí nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đội chơi đầu tiên. Xin mời. Chào hai bạn. Dạ, rồi, chào anh. Mình gửi lời chào đến tất cả quý khán giả nha. Em chào mọi người. Dạ, em chào anh Phát, em chào chị Lan Phương, em chào anh Hoàng Phi và chào tất cả các khán giả đang xem chương trình. Em tên là Bá Vinh. Bá Vinh đang làm công việc gì Vinh? Dạ, hiện tại em đang làm diễn viên ạ. Diễn viên. Rồi, mời bạn. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Phát, chào chị Phương và anh Phi ạ. Em tên là Linh Cun ạ và em cũng là một diễn viên luôn ạ. À, cặp đôi diễn viên ngày hôm nay đến đây. Dạ. Rồi, không biết là đội chơi của mình ngày hôm nay lấy tên là gì? Đội bọn em hôm nay là Thanh lịch quý phái. Thanh lịch quý phái, nhưng mà thực sự là bọn em cũng muốn là mang tới thử cái độ tỷ lệ may mắn của bọn em. Thực sự là bọn em cũng làm việc với nhau nhiều dự án nhưng mà cũng chơi một cái game show mà cũng có tinh thần đồng đội như thế này. Dạ, hy vọng ngày hôm nay tỷ lệ may mắn sẽ giúp cho hai bạn có thêm thật nhiều kỷ niệm ở trên sóng truyền hình nha. Mời bạn về vị trí. Bây giờ sẽ là đội chơi thứ hai, xin mời. Hôm nay mãn nhãn. Ai cũng thật luôn đấy. Đẹp trai đẹp gái tuyệt vời. Rồi xin chào hai bạn, gửi lời chào đến tất cả quý khán giả nha. Dạ, em chào tay luôn hả? Em chào chị Phương, em chào anh Phi. Chào em. Dạ, chào tất cả mọi người. Chào anh chị ạ. Ở đây là có Thanh lịch quý phái đó, mình đặt tên sao nghe nó sang trọng rồi. Đội chơi của em có tên là đẹp người đẹp nết ạ. Ôi. Rồi, đẹp người đẹp nết, hôm nay mình có cái câu khẩu hiệu là slogan nào để mà mình có thể giành chiến thắng ngày hôm nay không? Đến chương trình này em nghĩ là có một cái câu slogan đó là vui là chính còn kiếm tiền là 10. Em nghĩ là vậy. Dạ. Không, thường tới đây ai cũng vậy đó, nói vui là chính mà kiếm tiền là không quan trọng, đó là xạo. Dạ. Tới đây có tiền ai mà không thích đúng không? Dạ. Rồi xin chúc cho đội của mình thật nhiều may mắn nha, mời hai bạn về vị trí. Dạ, em cảm ơn anh. Ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Và nội dung câu hỏi đầu tiên sẽ được tiết lộ qua một đoạn video sau đây, xin mời hai đội chơi. Lần thứ hai, Việt Nam là chủ nhà SEA Games sau 19 năm. Khi cơn bão Covid chia tàn. Khó khăn, chồng chất khó khăn. Ấy là khi tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam càng thêm quyết tâm. Vượt qua thử thách. Vươn tới đỉnh vinh quang. SEA Games lần thứ 31 từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Tự hào tỏa sáng Việt Nam. Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, vì một Việt Nam tươi sáng hơn. Và đó chính là chiếc video về SEA Games 31. Các bạn có biết thông tin về SEA Games 31 không? Em thì em ấn tượng nhất đối với Công Phượng, Quang Hải, rồi Tuấn Anh, rồi Xuân Trường. Có vẻ là em đang đi đúng đường rồi đó. Tại vì câu hỏi cũng sẽ liên quan đến bộ môn bóng đá. Và nội dung của câu hỏi đầu tiên như sau. Sân Go.
Bộ truyện tranh lấy cảm hứng về bóng đá Việt Nam lựa chọn địa danh nào xuất hiện trên trang bìa của tập 1? A là Vịnh Hạ Long, B là Cầu Rồng. Nó hơi đánh đố người chơi xíu nha. Mình phát một cái video về thể thao và đặc biệt là mình đi vào cụ thể là môn bóng đá. Và mình liên qua cái bộ là truyện tranh là Sun Go là nói về bộ môn bóng đá. Và cuối cùng mình chốt đáp án lại là địa danh nào xuất hiện trên trang bìa tập 1. Thật sự lúc mà em xem clip em còn đếm xem nào có bao nhiêu bộ môn này rồi là ngày nào để em cứ tưởng là chương trình sẽ phải hỏi mẹo mấy cái như thế. Đâu có dễ dữ vậy em. Và các em có biết bộ truyện tranh này không? Dạ em mạnh dạn là đoán là em không biết bộ anh cũng nghĩ là vậy. Tại vì cái bộ truyện tranh này là của một tác giả người Nhật, Baba Tamio sáng tác. Còn bây giờ mình không biết thì mình nhờ đi. Em rất thích chị Phương cho nên là em chọn anh Phi. Cảm ơn em. Dạ. Em làm việc trước nha chị. Đối với những người vẽ truyện tranh thì ở Nhật Bản họ rất là yêu thích cái sở thích đọc truyện tranh. Và đối với những người dân Nhật Bản thì những người đó giống như là người vẽ giấc mơ vậy. Dạ. Họ đã từng vẽ đội tuyển Nhật Bản được dự World Cup. Họ đã từng vẽ rất nhiều bộ môn thể thao thi đấu quốc tế. Đó là truyện tranh thôi, sáng tạo trên cái tinh thần của những cái môn thể thao thôi. Nhưng nó là động lực cho những vận động viên. Những tác giả người Nhật Bản lại viết về một bộ môn đá bóng mà một nhân vật người Việt Nam nữa. Đây là một bạn con lai người Việt và người Brazil theo cái mô típ là một cái cầu thủ đến với câu lạc bộ đó và giúp cho câu lạc bộ đó mạnh hơn. Phi chọn Vịnh Hạ Long. Phi nghĩ về tính chất biểu tượng thì Vịnh Hạ Long tầm vóc quốc gia hơn là Cầu Rồng. Cầu Rồng thì nó đại diện cho một cái địa phương, bởi vì ở Đà Nẵng thì còn rất nhiều cầu khác cũng đẹp lắm. Phi không nghĩ là Cầu Rồng lại được chọn. Nói tới Vịnh Hạ Long, bạn bè quốc tế sẽ hình dung được là đó là danh lam thắng cảnh gì. Và Phi dành phần trăm cho Vịnh Hạ Long là 100. 100% dành cho Vịnh Hạ Long. Chị Lan Phương, chắc chắn rồi Cầu Rồng đúng không chị? Chắc chắn là Cầu Rồng rồi. Tại vì sao? Phi nói Cầu Rồng chỉ đại diện cho một địa phương, nhưng mà thật ra thì cũng không hẳn là như thế đâu. Vì Cầu Rồng này bắc qua sông Hàn, nối sân bay Đà Nẵng với bãi biển tuyệt đẹp, và cũng là một cây cầu mang tính biểu tượng cho du lịch Đà Nẵng. Trên hãng thông tấn CNN, một cái hãng rất nổi tiếng của em, rất là lớn, đã mô tả Cầu Rồng như là một biểu tượng cho sự thịnh vượng của châu Á. Ngoài những cái biểu tượng như thế thì Cầu Rồng còn đoạt giải về công trình chiếu sáng, rồi lại được nhận giải thưởng kỹ thuật xuất sắc năm 2014 của Hội đồng các công ty kỹ thuật Mỹ. Giải quốc tế cũng có nhá. Cái biểu tượng cho quốc tế, liên quan đến quốc tế cũng có. Thế nhưng mà mọi người sẽ chú ý hơn một chút, đấy là cái bộ truyện tranh này được viết là bởi vì là đây là một cái sự kiện cho cái việc là Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế cho nên là nếu mà chị nghĩ với Vịnh Hạ Long đã quá gọi là phổ thông ở trên thế giới rồi thì người Nhật sẽ thích những cái mới mẻ hơn, đặc biệt hơn. Cầu Rồng 100% là đáp án của chị. Thực ra mọi người hãy đọc kỹ lại câu hỏi nha. Bộ truyện tranh lấy cảm hứng về bóng đá Việt Nam lựa chọn địa danh nào xuất hiện trên trang bìa của tập 1. Không phủ nhận về những điều mà chị Phương nói về Cầu Rồng. Đó là một biểu tượng của Đà Nẵng nói riêng và cả Việt Nam như chị nói, và cả châu Á nữa. Biểu tượng rất đẹp, tại vì người châu Á thì con rồng nó rất là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nhưng mà em nghĩ là trong tập 1 và trang bìa thì nó cần một cái gì đó mang biểu tượng lớn hơn, một cái công trình do con người tạo ra. Em nghĩ nó không mạnh bằng một cái danh lam tự nhiên, mà một cái cảnh quan tự nhiên nhưng mà mạnh về Việt Nam. Nhưng mà hơn. Để vẽ ra mà cả một cái Vịnh Hạ Long ấy thì là tưởng tượng trên một cái trang bìa nó nào, ví dụ cục đá đúng không? Người ta sẽ lựa chọn những cái nhiều mà địa danh mà nổi tiếng nhất của Vịnh Hạ Long. Nhưng mà như thế chị lại thấy nó không ấn tượng bằng việc nếu đó là một cây cầu vàng nha, trên một cái trang bìa nhá, thấy cái hình một cái con rồng màu vàng đi ngang qua, rõ ràng đối với chị nó ấn tượng hơn. Và như vậy chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm cho hai đáp án. 10 giây dành cho hai đội chơi, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Phi chọn Vịnh Hạ Long. Phi nghĩ về tính chất biểu tượng thì Vịnh Hạ Long tầm vóc quốc gia hơn là Cầu Rồng. Phi nói Cầu Rồng chỉ đại diện cho một địa phương, nhưng mà thật ra thì cũng không hẳn là như thế đâu. Người Nhật sẽ thích những cái mới mẻ hơn, đặc biệt hơn. Cầu Rồng 100% là đáp án của chị. Với câu hỏi đầu tiên thôi đã có sự khác biệt, thanh lịch quý phái. Tại sao mình chọn đáp án B? Lúc đầu em cũng tính là chọn Vịnh Hạ Long đấy, nhưng mà sau một hồi anh Phi giải thích em thấy anh ấy lung lay hơi nhiều nên là ý kiến của em cũng lung lay theo anh ấy luôn. Vâng. Cho nên là em chọn đáp án của chị Phương ạ. Và để xem đáp án nào mới là đáp án chính xác và mang về 2 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên dành cho đội chơi của chúng tôi. Xin mời kết quả. Và
Đáp án chính xác. Đó là gì? Xin mời hai đội chơi hướng mắt về màn hình. Cầu rồng của Đà Nẵng. Ôi nó nhiều vậy luôn á hả? Nhiều chứ em, 2 triệu đồng lận mà. Và như vậy đáp án B, cầu rồng mới là đáp án chính xác và mang về 2 triệu đồng đầu tiên dành cho đội Thanh Lịch Quý Phái. Và các bạn hãy lưu ý nha, người dẫn đường là diễn viên Lan Phương. Và kẻ gây rối không ai khác là ông Hoàng Nhúc Nhích, Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Ở câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Ca dao tục ngữ của Việt Nam thì rất là phong phú, vậy nên sẽ có rất nhiều những bản chép, những dị bản khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Điện tư con thiếu vào chỗ trống, ba chấm. Sinh ra kiếp đàn ông, đèo cao núi thẳm, sông cùng quảng chi. A là bởi, B là đã và C là vốn. Theo tác giả Vũ Ngọc Phan, tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, nhà xuất bản Văn Học năm 2005. Bởi nha, nếu chị loại chữ bởi là bởi vì ví dụ như mình nói bởi sinh ra kiếp đàn ông, đèo cao núi thẳm, sông cùng quảng chi thì nghe nó có cái gì đó hơi than thân trách phận đúng không? Còn vốn sinh ra kiếp đàn ông, đèo cao núi thẳm, sông cùng quảng chi thì chị cảm giác nó cũng giống giống cái chữ đấy. Vốn sinh ra đã vốn là MC rồi đúng không? Thì em phải đứng cả ngày ví dụ thành cái chữ vốn. Thế ví dụ thế, gì đau lòng vậy? Thế cho nên là bây giờ mình là chị đã, nếu mà nghe chị đã thì tự nhiên thấy tôi nghe nó đã liền á. Đúng rồi, nghe tôi chấp nhận đã số phận của nó đã tôi liền. Tôi đã sinh ra là kiếp đàn ông thì đèo cao núi thẳm sông cùng tôi quản chi. Câu trả lời của chị là đã 100%. 100%. Tôi không thích chữ đã lắm à. Nghe chưa đã với chị Phương, tôi loại chữ bởi. Nghe nó sao sao. Kiểu không chấp nhận mình đàn ông chi rồi phải cực khổ vậy đúng không? Kiểu đang leo núi mệt quá bởi. Nghe nó mệt quá. Chữ đã và chữ vốn thì nó phù hợp hơn. Mà đúng là chữ đã nghe nó rất là mạnh. Nhưng mà theo Phi nó nghe nó hơi dạy bảo quá. Em lại thích cái nghĩa của cái từ vốn hơn. Vốn nó giống như là một cái gì đó nó đã có sẵn rồi, có sẵn từ trước rồi. Giống như một cái lời nhẹ nhàng, vốn sinh ra kiếp đàn ông thì những cái chuyện đó không có gì đâu, thì em nghe nó lại chia sẻ hơn. Tùy vô cái việc là cái câu nó sử dụng trong cái lúc nào thì nó đúng này nó lại phù hợp thì em lại nghe cái chữ vốn. Nếu mà một người con trai nói chuyện với em thì em muốn nghe cái cảm xúc của cái chữ vốn hơn là cái cảm xúc của cái chữ đã. Cái chữ đã em cảm giác nó hơi dạy dỗ hả hê rồi kiểu vậy. Mà cái chữ vốn nghe nó cũng vần điệu với lại vốn nghe nó có không? Nó có gì đó chưa có lời thôi nhưng mà nó có vốn. Thế anh dành bao nhiêu phần trăm ạ? Dành cho nó 95%. Rất là khiêm tốn. Không dám, thì chữ đã nghe nó đúng thiệt. Chữ đã nghe nó rất là mạnh mẽ nhưng mà chị cũng thấy chữ vốn cũng hợp lý. Cái câu này cũng khó thật ý. Cái chữ vốn mình cũng lại phải tùy vào cái nhiều ở trong thơ ca, ca dao tục ngữ như là cái cày vốn nghiệp nông gia. Giờ sao? Mình đang nghiêng về vốn hay đã? Em thì ban đầu em cảm thấy mọi người ai cũng đúng hết, nhưng mà hồi dần dần cuối cùng là thành ra em đã không tin cả hai người nữa. Có được chọn A không anh? Không, cẩn thận đấy, chữ đã sinh ra kiếp đàn ông. Wow. Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi. Đấy là một ngữ cảnh, còn ngữ cảnh thứ hai này. Em trai. Sao anh? Vốn sinh ra kiếp đàn ông. Dạ. Đèo cao núi thẳm sông cùng quảng chi. Trời hay em lắm. Nhớ rồi anh trai. Hay quá à. Nghe cái nào cũng hợp lý nha. Và 10 giây dành cho hai đội chơi sử dụng lý trí bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Đã sinh ra kiếp đàn ông. Wow. Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi. Em trai. Sao anh? Vốn sinh ra kiếp đàn ông. Dạ. Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi. Cái sự khác biệt. Đội Thanh Lịch Quý Phái đã chọn đáp án C là vốn, theo lời của diễn viên Hoàng Phi. Và đội Đẹp Người Đẹp Nết chưa gì hết mà che rồi, tự tin lên chứ. Mình đã chọn đáp án B là đã, theo lời của diễn viên Lan Phương. Ủa, em không tin chị Phương hay sao mà em cứ dạ, che. Dạ tin chứ, tin chứ nhưng mà. Và bây giờ liệu xem đội nào đã xuất sắc mang về cho mình thêm 4 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời kết quả. Và đáp án chính xác đó là chúng ta sẽ được biết sở thuộc quảng cáo. Xin chào và chúng ta đã quay trở lại với tỷ lệ may mắn.
và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi thú vị như sau. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống. Ba chấm sinh ra kiếp đàn ông, đèo cao núi thẳm, sông cùng Quảng Chi. Xin mời kết quả. Và đáp án B đã là đáp án chính xác và mang về thêm 4 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội đẹp người đẹp nết. Yeah. Gấp đôi luôn, gấp đôi của nãy luôn. Và sau qua hai câu hỏi thì đẹp người đẹp nết đang có 4 triệu đồng. Và Thanh Lịch Quý Phái đang có 2 triệu đồng. Người dẫn đường là diễn viên Lan Phương. Và kẻ gây rối là diễn viên Hoàng Phi. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia khối trung học phổ thông năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa phương nào dẫn đầu cả nước về số lượng giải nhất? A. Nghệ An, B. Thừa Thiên Huế, C. Bắc Ninh và D. là Nam Định. Đầu tiên là đây là năm 2021-2022. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào tháng 3, đầu tháng 3, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3, có nghĩa là vừa mới xong nhá. Cho nên phải rất cẩn trọng nếu mà chúng ta đi quá sâu vào cái việc là phân tích là ở vùng đất này kiểu nhiều truyền thống học giỏi, nhưng mà cũng chưa chắc đâu, bởi vì cái con số của năm nay, cái câu trả lời của chị lại là Bắc Ninh. Tại sao ạ? Nghe là chị thiên về Bắc Ninh và Nam Định, nghĩa là ở phía Bắc. Bởi vì phân tích một tí về Bắc Ninh nhá, thì Bắc Ninh là một ngôi trường trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh được đánh giá là ngôi trường hàng đầu Việt Nam về cơ sở vật chất hiện đại, nằm trong top cái trường mà có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Mà khi mà các bé mà học ở trong một cái nơi mà cơ sở vật chất mà hiện đại nhất thì đương nhiên là sẽ thoáng này, sẽ mát này, đúng không? Thì là cái khả năng mà tiếp thu kiến thức chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì trong nhiều năm liền nhá, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường đạt 100%. 5 năm gần đây thì tỷ lệ đỗ đại học công lập luôn đạt từ 98% trở lên. Rồi riêng năm 2015 trường có 100% học sinh trúng tuyển đại học công lập nguyện vọng 1 nhá. Wow. Còn nói về Nam Định thì chúng ta sẽ có một ngôi trường nổi bật, đấy là ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Các bạn cũng biết trường chuyên thì thường là cái tỷ lệ các bạn ấy tập trung học nhiều hơn, đúng không? Thì là chuyên về một cái môn thì dễ đi thi học sinh giỏi để có giải thưởng hơn. Năm 2019 thì trong kỳ thi quốc gia thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học đạt 100%. Thì chị nghĩ là để mà một cái tổng thể mà đi thi học sinh giỏi mà đạt được nhiều cái giải thưởng thì Bắc Ninh vẫn chiếm ưu thế. Phần trăm của chị 92% cho Bắc Ninh. Sao lẽ như vậy ạ? Chị thích. Chị thích là được. Chị đánh giá này. Chị thích là được. 92% cho Bắc Ninh. Còn Nam Định là 83%. Thôi bữa nay chị chơi số lẻ không ạ? Thậm chí là 83,5%. Dạ rồi. Thôi 83 đi chị. Mà anh Phi ạ. Em vẫn thiên về hai trường thuộc Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Không phải là chỉ vùng đất đó mới có những người học giỏi, tất cả những vùng đất khác đều có. Nhưng ở khu vực miền Trung, cái điều kiện khó khăn quá, về thời tiết, về tất cả mọi thứ, họ luôn luôn phải đối diện với cái điều đó. Đối với họ, cái việc học là việc duy nhất để có thể bước lên một cái bước khác, trở thành một người hoàn thiện hơn, để tốt hơn. Chứ cái vùng đất nó quá khắc nghiệt rồi. Và đó là lý do tại sao những vùng đất phía Trung luôn luôn tạo ra được những học sinh giỏi về ý chí. Bởi vì thành công thì thiên tài nó chỉ chiếm 0,1% hay là bao nhiêu đó, nhưng mà nó đến được cái sự cố gắng từ cái nghị lực. Và nhất là Thừa Thiên Huế, trường chuyên Thừa Thiên Huế, anh ra ngoài đó anh nhìn cái trường đó anh đã muốn học rồi. Cái nó thơ, nó đẹp, rồi, nó quyến rũ, nó quá nhiều thứ. Đó lý do tại sao em nghiêng về Thừa Thiên Huế nhiều hơn. Nghệ An thì một vùng đất gọi là địa linh nhân kiệt rồi, nhưng mà đối với Phi thì phần trăm của Nghệ An sẽ không cao bằng Thừa Thiên Huế. Trong năm 2020 và 2021 là có 7 học sinh tham dự trong đội tuyển Olympic quốc tế. Wow. Đóng góp rất nhiều những học sinh cho đội tuyển Olympic quốc tế và cả châu Á nữa. Anh cho tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu ạ? 95%. Còn Nghệ An chỉ 80%, 85% đi. Dạ, yeah, những tỷ lệ cũng khá là cao. Câu này khó đây, thế mặt bốn bạn trầm ngâm lắm. Sau khi nghe những lời tư vấn đến từ hai bình luận viên thì bạn cảm thấy là mình tin tưởng ai hơn? Em không tin ai hết, em không tin bản thân em luôn. Em dối quá, biết trả lời. Nhưng mà từ nãy tới giờ là anh Hoàng Phi là phá dối nhiều, chả lẽ chương trình lại sắp xếp cho anh Hoàng Phi phá dối nữa. Đúng thế. Tấm chiếu mới, chào tấm chiếu mới. Chứng tỏ chương trình lừa hơi nhiều nhỉ? Đúng rồi em, ở đây chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhiều khi một người có thể là kẻ gây rối suốt 5 câu. Hết hồn tưởng kẻ gây rối suốt 5 chứ. Hình chữ câu mới thấy an ủi dễ sợ. Cảm ơn. Bây giờ mình đã sàng lọc ra được đáp án cho mình chưa? Hai lời giải thích, hai lời cố vấn
rất là dễ thương, rất là hay, thì em có thêm nhiều kiến thức. Nhưng mà em không biết kiến thức nào đúng cho nên em đang phân vân và em cảm ơn hai anh chị. Không, dạ. Kiến thức nào chắc chắn là kiến thức nào cũng đúng. Chỉ có dạ. điều là vào năm vừa rồi, tháng 3 vừa rồi thì trường nào nhiều hơn thôi. Và để thêm thời gian cho các đội suy nghĩ, 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh được đánh giá là ngôi trường hàng đầu Việt Nam về cơ sở vật chất. Mà khi mà các bé mà học ở trong một cái nơi mà cơ sở vật chất mà hiện đại nhất thì là cái khả năng mà tiếp thu chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Ở khu vực miền Trung, cái điều kiện khó khăn quá, đối với họ cái việc học là việc duy nhất. Đó là lý do tại sao em nghiêng về Thừa Thiên Huế nhiều hơn. Là như hai đội này không có chơi với nhau ha. Không lần nào đưa ra câu trả lời trùng khớp với nhau hết. Đội đẹp người đẹp nết là chọn đáp án C, đó chính là Bắc Ninh theo diễn viên Lan Phương. Và đội thanh lịch quý phái đã chọn đáp án B là Thừa Thiên Huế theo lời của diễn viên Hoàng Phi. Xin mời kết quả. Đáp án C, Bắc Ninh là đáp án chính xác và xuất sắc, mang về thêm 8 triệu đồng tiền thưởng dành cho đội đẹp người đẹp nết. Yeah. Và sau qua 3 câu hỏi thì đội đẹp người đẹp nết đang có 12 triệu đồng. Và thanh lịch quý phái vẫn đang có 2 triệu đồng. Và kể cái rối không ai khác là diễn viên Hoàng Phi. Và người dẫn đường là diễn viên Lan Phương. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Nội dung câu hỏi số 4 sẽ được tiết lộ qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời hai đội chơi. Và đó chính là hình ảnh Việt Nam qua góc nhìn của Ryosuke Kosuge. Và chúng ta đã được thấy những hình ảnh rất là đẹp của Việt Nam chúng ta. Và chắc chắn rồi, một câu hỏi sẽ liên quan đến du lịch. Điểm đến nào xuất hiện trong top 3 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam 2022 theo bình chọn trên trang booking.com? A. Ninh Bình, B. Mai Châu, C. Sapa, D. Huế và E là Đà Lạt. Và cung cấp luôn một thông tin, top 1 là Hội An. Top 2 là ai? Rồi, top 2 là Phong Nha. Ồ. Em có thường hay đi du lịch không? Đối với em Đà Lạt là đẹp, Huế thì thơ mộng, Sapa thì cũng đẹp em à. Cũng đẹp, rất đẹp. Ninh Bình cũng đẹp, Mai Châu cũng đẹp, cho nên em chọn hết được không ạ? Không em ạ. À. Không biết là đội thanh lịch quý phái. Du lịch qua màn ảnh nhỏ. Qua màn ảnh nhỏ hết thôi. Là sao các bạn không có đam mê, không có sở thích đi du lịch hay như thế nào? Thực ra thì em cũng rất là suy nghĩ, bởi vì là thành phố hiếu khách nhất thì cũng là một phải là một thành phố mà em nghĩ là có nhiều khách du lịch thì mới có thể đánh giá được. Đó nên là em mới nghĩ đến quê mình. Em ở đâu? Quê em ở Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội ra Ninh Bình cũng gần đúng không? Dạ vâng, em cũng đi nhiều rồi. Đi Ninh Bình nhiều rồi đúng không? Cái đấy mà lúc em đi em thấy chụp hình rất đẹp và thực sự là có rất nhiều du khách nước ngoài nữa. Đó, em cảm thấy là nghiêng về Ninh Bình. Bẫy thôi nhá, đừng nghe. Không biết chị Lan Phương dành Hoàng Phi thì sao ạ? Chị thì chị nghĩ là Huế. Tại vì nếu mà các bạn đi Huế rồi thì các bạn sẽ có một cái đặc biệt, đấy là người dân Huế nói chuyện đáng yêu vô rất cùng là luôn. Khách luôn. Ừ, đến đâu họ cũng cười mà cười một cách chân thành nhá, mà nói chuyện rất ngọt ngào, rất nhỏ nhẹ. Cái này mà. em đồng ý, tại vì hôm rồi là em có tham gia một cái chương trình ở Huế. Mà nhiệm vụ của chương trình đó là em chỉ với 50.000 mà em phải đi mua đồ á, mà làm sao mà em nấu được 2 món ăn. Thì em đi ra em gặp người dân Huế là cổ cho em hết luôn. Rất là nhiệt tình, rất là nồng hậu luôn. Mà rất là đáng yêu mà chân thành ấy. Và Huế cũng có rất là nhiều các cái khách sạn rất là đáng yêu, từ khách sạn to cho đến khách sạn nhỏ. Chị từng ở một cái khách sạn nhỏ đáng yêu, xinh xắn vô cùng, mà cái dịch vụ tận tâm gọi là chu đáo tuyệt vời luôn. Thế rồi lại còn các cái món ăn thì coi như là xuất sắc luôn. Ở mình là có miền Bắc, miền Nam, các món ăn đấy, còn về miền Trung là phải nói về một các
món ăn Huế, ví dụ bún bò này, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh khoái, chè sen, chè thịt heo quay, chè hạt lựu. Ôi chè thì kể cả ngày không hết chị à. Ừ ngon chè lắm. Chè nhiều lắm. Vừa ngon nhá, mà đi du lịch là người ta phải ăn. Thế thì đến Huế vừa ăn vừa ngắm vừa nhìn vừa nói chuyện vừa được đón tiếp, mà thậm chí gần đây mình còn có một bộ phim, phim Em và Trịnh cũng quay ở tại Huế đúng không? Để nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thế cho nên là ở Huế chị thấy có biết bao nhiêu là những cái mà thật sự hay để đạt được top 3 thành phố hiếu khách Việt Nam 2020. Câu trả lời của chị là Huế 100%. Chỉ một mình Huế thôi à? Đúng. Đà Lạt thì nếu mình phân tích nữa thì cũng nhiều cái hay nhưng mà không thể bằng Huế được. Dạ, anh Phi thì sao ạ? Phi thì lại bảo vệ hai đáp án khác, đó là Ninh Bình và Sapa. Sapa cũng rất là hiếu khách với những cái cảnh đẹp thiên nhiên mà ai tới cũng phải đi qua, thì tất cả những cái cảnh đó nằm trên đường. Ninh Bình, thật ra Ninh Bình đã trở thành một thành phố hiếu khách khi mà bộ phim Đảo Đầu Lâu quay ở đây rồi. Mình mang hình ảnh của Ninh Bình tới bạn bè quốc tế và rất nhiều người đến với Ninh Bình vì bộ phim đó. Họ coi cái đó và họ, ô tôi muốn tới cái chỗ này quá, và tới và họ mới phát hiện ra, ô Ninh Bình ngoài chuyện đó ra còn rất nhiều cảnh đẹp nữa. Và đa phần di chuyển của Ninh Bình là trên sông. Và điều đó là điều làm cho cái sự liên kết giữa dân địa phương với khách du lịch nó rất liên kết với nhau. Dịch vụ dành cho khách du lịch nó cũng phải cực kỳ được đẩy mạnh mới có thể tạo được cái sự kháng khích đó giữa khách du lịch và dân địa phương. Nhưng mà Huế thì đã tạo ra một cái nền tảng về du lịch, các cái dịch vụ nó tốt hơn nhiều rồi. Huế là đã có sẵn rồi, nhưng mà thực ra khi chị đến những cái danh lam của Huế nó sẽ rất đơn giản. Nhưng mà khi tới Ninh Bình, chị không thể nào tự đi được. Chị phải nhờ một cái người ở đó với cái phương tiện ở đó phù hợp hơn. Còn Huế chị có thể lang thang bằng xe đạp, xe máy, kêu một chiếc xe chở đi. Nhưng mà ở Ninh Bình thì câu chuyện nó hoàn toàn khác, cho nên em nghĩ là cái sự hiếu khách nó sẽ rõ nét hơn là Huế. Bao nhiêu phần trăm ạ? Ninh Bình Phi nghĩ nó là 90%. 90%. Còn Sapa thì Phi sẽ 80. 80. Vẫn thua 100% từ chị Lan Phương. Hả? Chị 100 lần hả? Chỉ 100. Tôi đổi à, Ninh Bình tôi muốn 95 à. Tôi muốn tạo cái sự giằng co à. Bạn ấy chọn Ninh Bình là ở đấy có chèo thuyền, nhưng Huế còn địa danh Mai Châu thì sao ạ? Hai cố vấn chưa nhắc gì đến ạ? Mai Châu hả? Mai Châu, thực ra Mai Châu nó cũng khá tương đồng với Sapa về những chuyện mà Phi nói tới, nhưng mà nó có vẻ nó chưa được mọi người biết tới nhiều, cho nên cái sự hiếu khách nghĩ là sẽ không cạnh tranh nổi. Và như vậy là chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm cho hai đáp án được nghiêng về, đó chính là Ninh Bình và Huế. Em sẽ nghiêng về Huế, tại là đối với em á, Huế là một thành phố rất là thơ mộng. Có thể thông qua những bộ phim, ví dụ như là Mắt Biếc cũng có cảnh quay ở Huế. Cho nên là em cảm thấy rất là thích Huế, cho nên em cũng đã từng đi du lịch Huế rồi á. Em thấy người dân ở đó rất là hiếu khách. Em nghĩ là Huế đúng không? Rồi, 10 giây dành cho hai đội chơi, bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Chị thì chị nghĩ là Huế. Tại vì nếu mà các bạn đi Huế rồi thì các bạn sẽ có một cái đặc biệt, đấy là người dân Huế nói chuyện đáng yêu vô rất cùng luôn. Rất là hiếu khách luôn. Ừ, đến đâu họ cũng cười, mà cười một cách chân thành nhá. Ninh Bình, thật ra Ninh Bình đã trở thành một thành phố hiếu khách khi mà bộ phim Đảo Đầu Lâu quay ở đây rồi. Và đa phần di chuyển của Ninh Bình là trên sông. Và điều đó là điều làm cho cái sự liên kết giữa dân địa phương với khách du lịch. Lần này thì cả hai đội đều chọn đáp án D, đó chính là Huế. Ráng mà không ai tin chị cả hết. Chị chọn Huế mà. Ủa? D là chị chọn Huế mà. Vâng, đáp cả là tin chi nè. Không ai tin Hoàng Phi nè. Ngồi vẽ nỗi buồn vậy. Tại sao mình lại chọn đáp án D ạ? Thì thực ra ban đầu bọn em cũng tính là chọn A, nhưng mà cuối cùng anh Phương, à anh Phi anh nói vào quá rồi bọn em lại lung lay. Ủa gì là nhờ anh đó hả? Cảm ơn tụi em nha. Em tin anh mấy câu vừa rồi, nhưng mà toàn bị pháo lên này. Anh không thể nào mang đến tiền cho các em, điểm số cho các em được. Anh chỉ có thể mang tới sự lấp lánh, hào nhoáng cho tụi em trong chương trình điểm số. Có biết chứ, xin mời kẹt quà nè. Và đáp án chính xác đó là... Chúng ta sẽ được biết sự ít vốn quảng cáo. Xin chào mừng tất cả quý khán giả đã quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi như sau. Điểm đến nào xuất hiện trong top 3 thành phố hiếu khách nhất Việt Nam năm 2022 theo bình chọn trên trang booking.com? Bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. Là đáp án A, Ninh Bình, theo như lời của diễn viên Hoàng Phi.
Yeah. Và như vậy là sau câu hỏi vừa rồi đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và sau qua 4 câu hỏi thì đội đẹp người đẹp nết đang có 12 triệu đồng. Và thanh lịch quý phái vẫn đang có 2 triệu đồng. Và người dẫn đường là diễn viên Hoàng Phi. Và kể kỳ rồi là diễn viên Lan Phương. Tôi nói là phải tính phí rồi mà không ai nghe tôi hết trơn à. Tính phí này. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi cuối cùng. Tháng 3 năm 2022, giải nhất cuộc thi viết Món ngon Hà Nội được trao cho tác phẩm lấy đề tài về món ăn truyền thống nào? A là bánh chả, B bánh chè lam, C chả rươi, D bún ốc nguội, E xôi đổ đen và F là cháo sườn. Giờ tôi tràn qua bên đây, câu này là phải thắng cho tôi nha. Người Hà Nội mà không trả lời đúng câu này là tôi buồn đó. Bố mẹ em ở nhà cũng buồn luôn. Em cũng là người Hà Nội luôn à? Vâng, em là người Hà Nội ạ. Em làm tour guide đi, đó, hướng dẫn cho tất cả mọi người một cái tour ẩm thực về những cái món đặc sản của Hà Nội. Em thích cháo sườn ạ. Rồi, cháo sườn ở miền Bắc thì khác gì ở miền Nam em? Thời gian đầu em ăn ấy, em cảm thấy là nó hơi lạ một chút là bởi vì là hạt gạo đã được xay ra thành bột rồi, lúc mà nấu thì nó sẽ giống như là bột. Rồi, món em thích nữa là món gì? Tức là em rất thích là xôi đỗ đen, nhưng mà để mà nói về kết quả ấy, cái kết quả mà em nghiêng về thì là bún ốc nguội. Bún đó ăn với ốc và có một cái chum nước dùng vậy đó mà nó nguội. Thì anh nghĩ lúc đầu là anh chưa ăn thử nhưng mà anh thấy là đã ốc thì nó đã lạnh rồi mà bây giờ ăn nguội nữa thì có thể dễ bị lạnh bụng hay như thế nào không? Thực ra thì nó trong cái thành phần nước dùng ấy nó còn có cả ớt và xả à. Là những cái thành phần để làm dịu lại cái tính hàn của ốc mà. Em nghĩ là bún ốc nguội. Còn xôi đổ đen là cái món em thích thôi. Dạ vâng. Tại sao em thích xôi đổ đen? Tại vì ngày xưa em ngày xưa đi học với anh, mỗi sáng là em sẽ làm một túi như thế này. Món ăn tuổi thơ đúng không? Dạ vâng. Em lại nghĩ một món khác. Đó là chả rươi ạ. Chả đây là rươi. Một món khá là đặc biệt bởi vì không phải lúc nào nó cũng có. Có mùa đúng không có em? Có mùa vâng, mà lại tháng 3 năm 2022 nữa thì em nghĩ là vừa mới qua mùa rươi. À. Thì em nghĩ là cuộc thi viết thì sẽ về chả rươi. Chả rươi mình làm sao ăn cho nó ngon nè. Em thì cũng không giỏi nấu ăn lắm nhưng mà em biết là có một cái nguyên liệu đặc biệt nữa ở trong chả rươi đó chính là vỏ quýt. Rồi, không biết là hai cố vấn của chúng tôi có vị nào là đang thiên về những đáp án mà hai người chơi của chúng tôi vừa đưa ra hay không ạ? Riêng bản thân Phi thì Phi chọn hai món mà Phi cảm giác là đặc sắc đối với bản thân Phi. Đó là? Là chả rươi và bún ốc nguội. À, vô luôn, vô tủ bên đây luôn. Cái khoảng thời gian mà để có được rươi nó rất ngắn. Và chính vì cái điều ngắn đó cái nó sẽ có thể là nó sẽ động lại trong lòng của cái người viết những cái cảm xúc rất là thi vị về cái chuyện này. Đâu phải là mùa nào ra cũng có rươi đâu. Thứ hai, đó là bún ốc nguội. Ở ngoài Hà Nội em nghĩ là trời nóng, có những ngày trời quá nóng, nóng tới mức kinh khủng 46 độ. Mà ra ăn một tô bún ốc nóng thì cuộc đời thì quá nảy. Nó bị nhiều nóng quá thì tôi nghĩ là một cái tô bún ốc nguội cho một ngày nóng sẽ giúp cho mọi người đương đầu với cái nắng một cách tốt hơn. Tháng 3 là chuẩn bị bước vào hè nữa rồi rất nóng nữa. Không, mà chính vì cái điều kiện thời tiết đó cho nên em nghĩ là bún ốc nguội có thể sẽ là một đề tài khá là thú vị. Em đừng nói có thể. Em theo em là cái nào chứ em cứ có thể em mông lung các bạn ấy. Không, em gọi là có thể tại vì em vẫn dành phần trăm cho chả rươi cao hơn. Bao nhiêu ạ? Nếu mà chả rươi thì Phi sẽ dành cho nó 95% vì cái sự đặc biệt trong mùa của nó. Còn bún ốc thì cũng có mùa đó nhưng mà mùa rươi thì nó sẽ ngắn hơn cái mùa nóng. Cho nên Phi nghĩ là Phi dành cho bún ốc nguội 93%. 93 và 95%. 93 và 95. Những tỷ lệ rất là sát sao nhau. Coi như là hồi nãy mình là đang phân vân về hai đáp án này đúng không? Giờ là... Phi là anh bảo vệ hai đáp án đó luôn. Là phân vân thêm. Là bọn em hề vốn luôn. Hề vốn luôn. Đó, giờ mình nghe chị Lan Phương. Đây, một người Hà Nội. Giải nhất cuộc thi viết món ăn Hà Nội. Mà khi viết thì em biết rồi, muốn nó hay thì nó phải là văn thơ, nó phải là hình ảnh, nó phải gợi. Đấy mới là một bài viết hay. Dạ. Yeah. Chị thì thích chè lam với lại xôi đậu đen. Tại vì cái hình dung nhá, ví dụ chè lam, chị vừa mới Tết xong, chị nhìn cô chú chị nấu chè lam trông rất lãng mạn, kiểu hai cô chú cũng lớn tuổi rồi ngồi bên cạnh nhau bên cái bếp lò nhá, xong rồi ngồi nói chuyện với nhau tâm tình gì giả, xong rồi quấy cái nồi chè lam nhá, cho đến khi mà nó kẹo nó cứng lại với nhau nhá, cái hình ảnh này rất là đẹp đúng không, thì mình mới miêu tả được. Còn với xôi đậu đen thì chị lại nghiêng hơn với xôi đậu đen, tại vì là cũng là vò xôi đúng không, rồi hơi nóng bốc lên nhá, trông cũng rất lãng mạn. Một cô ngồi bán xôi, xong rồi con đường đi qua tấp nập, xong rồi có
ai đấy dừng lại bước đến cho tôi gói xôi. Thế là cô ấy ra, xong kiểu khói bốc lên, thơm phức luôn. Chị đảm bảo với em không một ai trong này chưa từng ăn món xôi đúng không? Và đây là món ăn tuổi thơ nữa. Đúng, đây, tuổi giống như thơ. Bạn vừa chia sẻ. Chị đây hồi chị 7 tuổi, 6 tuổi, 5 tuổi, chị vẫn nhớ năm 6, 7 chị ở ngoài Hà Nội. Mẹ chị mỗi sáng cho 500 đồng. Thế là mình đeo cái cặp mình đi ra, cô ơi bán cho cháu gói xôi. Thế là cô đưa 500 đồng. Thế thì chắc chắn với em, theo chị đấy là xôi đậu đen là sẽ đoạt giải nhất cuộc thi viết. Vì nó có nhiều chất liệu để người ta miêu tả, người ta khơi gợi cảm xúc. Bánh chả, chị có nói gì về bánh chả không? Bánh chả cũng ngon nhưng mà chị nghĩ là bánh chả là mỡ người ta cắt nhỏ ra xong người ta ngào với đường người ta thì là cái bánh chả, nhưng mà theo chị cái bánh chả nó không thơ. Miêu tả là cái độ thơ thì cái xôi đậu đen hoặc là chè lam thì vẫn là có độ thơ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Bánh chả bữa em hỏi một lần bạn nói không ngon là em không mua luôn. Em hỏi là bánh chả ngon không? Anh kia bánh chả ngon. Ngon. Bánh chả ngon. Bánh chả ngon. Chị cho tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu ạ? Chị cho 98%. À, em khi em viết về xôi đậu đen nó có một hình ảnh cực đẹp mà chị hy vọng các bạn đi học phải nhớ câu này. Đó là... đấy là những cô hàng xóm răng đen. Nhưng mà mọi người biết ngày xưa là các cô mà các bà ngày xưa là răng đen đúng không? Nhuộm răng đen. Trời ơi, lại còn thêm cái hình ảnh đấy nữa. Chắc chắn là xôi đậu đen rồi. Là hình ảnh đó đó hả chị? Ừ, có nghĩa là nó rất nhiều thứ để viết. À, tưởng tượng là hình ảnh là cái hàm răng đen như đổ luôn. Đúng rồi. Một bài thơ rất nổi tiếng. Rất là nhiều sự lựa chọn, rất là nhiều món ăn ngon. Không biết là sẽ chọn món nào đây. Và bây giờ sẽ là 10 giây dành cho hai đội chơi. Bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Cái khoảng thời gian mà để có được rươi nó rất ngắn. Nó sẽ có thể là nó sẽ động lại trong lòng của cái người viết những cái cảm xúc rất là thi vị về cái chuyện này. Đâu phải là mùa nào ra cũng có rươi đâu. Chị vẫn nhớ năm 6, 7 chị ở ngoài Hà Nội. Thế là mình đeo cái cặp mình đi ra, cô ơi bán cho cháu gói xôi. Thế là cô đưa 500 đồng. Thế thì chắc chắn với em, theo chị đấy là xôi đậu đen là sẽ đoạt giải nhất cuộc thi viết. Vì nó có nhiều chất liệu để người ta miêu tả, người ta khơi gợi cảm xúc. Yeah. Đội đẹp người đẹp nết đã chọn đáp án E là xôi đậu đen. Và đội Thanh Lịch Quý Phái đã chọn đáp án C là món chả rươi. Tại sao vậy Thanh Lịch Quý Phái ơi? Mặc dù là cả hai anh chị đều nói rất có lý, nhưng mà vấn đề là nếu mà chị Lân Phương bảo là chả rươi không có nhiều cái để khai thác về mặt văn học thì em thấy không đồng ý lắm. Bởi vì thật sự là những cái thứ khó nấu, những thứ mà đời thường giản dị mà nó xấu xí như vậy, chúng ta khai thác nó theo hướng văn học đẹp đẽ thì nó vẫn rất là hay, vẫn rất là ấn tượng. Với cả thật sự là đúng là em cũng rất là thích chả rươi nữa. Còn các bạn tại sao lại chọn là xôi đậu đen? Đối với nhóm tụi em thì tuy em là người miền Nam á, không thể nào hiểu hết những ẩm thực người miền Bắc, nhưng mà em thấy xôi là một món ăn gần gũi và em thấy người Hà Nội rất là thích ăn xôi. Và đặc biệt nó không chỉ là xôi đậu đen thôi mà nó còn nhiều loại xôi khác nữa. Xôi xéo quá này. Dạ. Cho nên là em thấy xôi nó có nhiều thứ mà nó gần gũi với mọi người hơn là những món ăn khác. Và như vậy là chúng ta đã có hai đáp án E và C, xôi đậu đen và chả rươi. Đội chơi nào sẽ xuất sắc mang về 32 triệu đồng tiền thưởng. Xin mời kết quả. Đáp án chính xác là đáp án E, xôi đậu đen. Yeah. Xin được chúc mừng đội đẹp người đẹp nết. Trời ơi, giờ mới thấy đẹp người đẹp nết luôn nè. Thiệt, có giỏi quá trời luôn. Xin chúc mừng các bạn với xôi đậu đen đã mang về cho đội của mình thêm 32 triệu đồng tiền thưởng. Và xung quanh năm câu hỏi thì đẹp người đẹp nết đang có 44 triệu đồng. Và Thanh Lịch Quý Phái vẫn đang có 2 triệu đồng. Và người dẫn đường là diễn viên Lan Phương. Và kẻ gây rối là diễn viên Hoàng Phi. Không sao, đợt này mới có 4 câu à, không sao hết. Đây là cơ hội để góp phần quảng bá giới thiệu nét độc đáo tinh tế của ẩm thực con người văn hóa Hà Nội. Nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng của Hà Nội được gợi nhắc lại qua từng bài viết như là phở, bún ốc, bún thang, bún chả que tre v.v. Và như vậy là chúng ta đã trải qua 5 câu hỏi của chương trình. Ngay bây giờ là sẽ có rất nhiều những cảm xúc cần được chia sẻ đây.
Phát qua chấn ngang đội thua. Hôm sau lát anh chị mời đi ăn chả rươi. Chị nói thì em đau hơn đó. Đau chứ, người Hà Nội, hai người Hà Nội là trả lời sai một câu hỏi về Hà Nội nữa. Không biết là cảm xúc của các bạn như thế nào? Sau khi qua chương trình thì em cũng cảm thấy rất là vui. Em cũng muốn cảm ơn hai anh chị đã giúp em biết rất nhiều cái kiến thức mới. Yeah. Và cũng là cho em nhận ra được nhiều thứ về lòng người. Nhiều thứ về lòng người. Lòng người ạ. À. Rồi thôi giờ mình cất cái đội 2 triệu hoang quên. Mình phỏng vấn đội 44 triệu. 44 triệu rồi. Trời, tự nhiên quay qua cái thấy đẹp người đẹp nết hẳn. Đẹp hẳn lên luôn á. Sang thì tụi em á không chỉ là đẹp người đẹp nết mà còn nhiều tiền nữa mấy em. Dạ. Dạ. Không em có tiền nói gì cũng được á. Dạ. Bây giờ là tụi em là chính, còn bên kia là phụ thôi. Mọi người làm ơn focus camera vào hai đứa em. Rồi. Dạ. Cảm xúc của em như thế nào ạ? Cảm xúc của em rất là hân hoan khi mà hôm nay may mắn được gặp mấy anh chị. Rồi. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn anh Phát cũng như cảm ơn anh Phi đã hỗ trợ cho tụi em qua các vòng thi và biết thêm nhiều kiến thức. Bên đấy chưa, bên này số lẻ mới được không? Số lẻ thôi. Đừng em, đừng làm như vậy. Trong mắt anh em luôn là người chiến thắng. Trong một cuộc thi đấu thì cái số 2 của em hiệu quả hơn. Em ơi đừng có nghe lời nữa. Đừng nghe lời anh Vy nữa. Em nghe anh nhiều quá. Bây giờ trong một cuộc thi đấu, bây giờ hạng 2 với lại hạng 44, hạng nào lớn hơn? Nếu mà xét ở khía cạnh đó, tụi em đang dẫn đầu. Lời nói của anh hết gia trị rồi. Anh sai 4 câu rồi. Không còn cơ hội cho anh nữa. Và xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi Tỷ lệ may mắn. Chúng ta có hẹn vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.